Trong phần 2, chúng ta điểm qua những câu kinh thánh nói về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và những lời hứa kỳ diệu của Ngài. Amen! Amen! Hãy để tôi thưa với quý vị điều này. Đây là những con người đói khát lời Chúa. Một trong những khía cạnh của việc kính sợ Chúa là run sợ trước lời Ngài. Người ham mến lời Chúa là người kính sợ Chúa. Quý vị có thể nói amen. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu, xin hãy phán với chúng con trở lại. Chúng con tin cậy mỗi một lời của Ngài trong danh Chúa Giêsu. Amen. Xin mời quý vị ngồi xuống. Chúng ta sẽ đi ngay vào bài 2. Tựa của bài này là cái nhìn thoáng qua về sự vĩ đại của Ngài. Năm 1997, tôi được mời để giảng cho một hội đồng thường niên ở nước Brazil. Tôi rất phấn khởi vì chưa được đến nước Brazil bao giờ. Tôi lên máy bay và 8 ngày trước đó, tôi ở Singapore và Thụy Điển. Và bây giờ, tôi bay sang Brazil. Tôi tự nhủ tôi đang ở đâu khi tôi thức dậy trong đêm đầu tiên tại Brazil. Máy bay của tôi hạ cánh, tôi cầu nguyện suốt buổi chiều và rất phấn khởi vì tôi nghe nói nhiều về nước Brazil. Khi tôi chỉ còn vài dãy nhà là đến sân vận động lớn, xe cộ đậu chật cứng khắp cả đường phố. Tôi hỏi người tài xế, có phải đây là những chiếc xe đến dự đại hội đồng không? Và anh trả lời, đúng rồi. Chúng tôi đến bãi đậu xe và xe đậu chật cứng chỗ. Họ lái xe đến chỗ đậu đã dành sẵn. Khi tôi ra khỏi xe hơi, tôi nghe tiếng hát ngợi khen phát ra từ sân vận động lớn. Bởi vì ở nước Brazil, người ta xây mái vòm cách khoảng 5 feet với bức tường bên ngoài bao quay sân để lấy không khí bên ngoài thổi vào. Quý vị có theo kịp không? Lúc đó tôi rất vô cùng phấn khởi. Tôi bước vào tòa nhà và người ta dẫn tôi vào ngay khán đài. Có một số ca sĩ và nhạc sĩ ở nước Brazil cũng có mặt ở khán đài. Tôi không hiểu một lời nào họ nói vì toàn bộ là tiếng Bồ Đào Nha, nhưng nghe rất là hay. Và tôi ngồi ở khán đài suốt một lúc ngợi khen và sân vận động chật cứng. Có đến hàng ngàn người tham dự. Tôi không thấy một cái ghế nào trống suốt cả dãy sân. Tôi nghĩ đây sẽ là bầu không khí của một hội đồng quốc gia. Nhưng khi tôi đứng đó suy nghĩ, không có sự hiện diện của Chúa ở đây. Kinh Thánh nói đến hai loại sự hiện diện của Chúa. Thứ nhất, sự toàn tại của Ngài. Đó là sự hiện diện của Chúa mà David nói, tôi sẽ chạy trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài. Nếu tôi lên núi cao nhất, Ngài cũng ở đó. Nếu tôi làm chỗ dưới hỏa ngục, thì Ngài cũng ở đó. Ấy là sự hiện diện của Chúa mà Kinh Thánh nói, ta sẽ không hề lìa hay bỏ ngươi. Đó là sự hiện diện toàn tại của Ngài. Có một sự hiện diện khác mà Kinh Thánh nói đến, đó là sự hiện diện bày tỏ của Ngài. Đó chính là Chúa Giêsu phán trong Giăng đoạn 14, ta sẽ bày tỏ chính ta cho các ngươi. Sự hiện diện đó là hoàn toàn thiếu vắng trong bầu không khí ở đó. Tôi đứng trên khán đài mà suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Chúa ơi, sự hiện diện của Ngài ở đâu? Thình lình giống như Chúa mở mắt tôi để nhận sự đáp lời cho lời cầu nguyện đó, tôi bắt đầu nhìn người ta. Chúng tôi đang ngợi khen Chúa mà tôi thấy người ta ngồi đút tay vào túi, nhìn lên mái nhà, có người khác thì khoanh tay nhìn quanh quẩn. Nhiều người khác thì cứ đi ra đi vào lấy thức uống như Coca-Cola và nhiều thứ khác nữa. Những người khác thì thầm với nhau. Tôi không nói vài người mà tôi nói là phần lớn những người có mặt ở đó. Thôi được, việc này sẽ lắng động thôi. Nhưng người ta cứ tiếp tục làm như vậy. Hội chúng bước vào sự thờ phượng và người ta vẫn làm y như trước. Sau đó họ ngưng ngợi khen và thờ phượng kéo dài khoảng 45 phút. Một trong những vị diễn giả bước lên và bắt đầu đọc Kinh Thánh. Tôi vẫn thấy người ta ngồi đó nhìn quanh, khoanh tay lại thì thầm với nhau. Quý vị có thể nghe được tiếng người ta thì thầm với nhau nữa không? Người ta vẫn còn hay móc tay vào túi người khác thì đi ra đi vào. Tôi đâm ra nổi giận. Và lúc đó tôi từ từ bước lên bục, chống nạnh, đứng đó nhìn chằm chằm vào hội chúng mà không hề nói một cái gì nữa hết. Khi quý vị là một diễn giả cho hội đồng quốc gia và hôm ấy là buổi nhóm tối và quý vị được giới thiệu chỉ để đứng nhìn hội chúng, bao nhiêu người trong quý vị biết rằng điều gì khiến cho hội chúng tập trung? Thình lình trong vòng 45 giây mọi người đều nhìn tôi như thế. Ủa, ông này đang làm gì vậy? Ông được mời để giảng mà. Tôi chỉ đứng đó nhìn họ. Khi tôi nhận ra rằng mọi con mắt trong sân đều nhắm vào tôi, đây là lời đầu tiên tôi nói với họ tại hội chúng Brazil. Tôi không nói, xin chào, thật vinh dự có mặt tại hội đồng quốc gia của quý vị. Tôi chỉ nói hai câu hỏi. Câu hỏi một, quý vị đang ngồi bàn ăn nói chuyện với ai đó mà quý vị cứ nói thao thao liên hồi, rồi họ khoanh tay lại, rồi nhìn quanh quẩn bỏ tay vào túi hay thì thầm nói chuyện với nhau. Liệu quý vị có tiếp tục nói chuyện với họ không? Đám đông trả lời không.
Chuyện gì xảy ra nếu lúc quý vị đến nhà ai đó, quý vị gõ cửa, họ mở cửa và họ nhìn quý vị và nói, ồ, lại là anh nữa hả? Ừ, thôi cứ vô đi. Liệu quý vị có bước vào không? Họ nói không. Tôi nói tôi đã đến sân vận động này một giờ rồi và tôi không cảm thấy sự hiện diện của Chúa gì cả. Lý do là vì Chúa phán trong Thi Thiên đoạn 89 câu 7 rằng Chúa được kính sợ rất nhiều giữa hội các thánh và được tôn kính với những người quanh Ngài. Quý vị không bao giờ tìm gặp Ngài trong bầu không khí nơi mà Ngài không được kính trọng. Nếu thủ tướng hay tổng thống, nếu quý vị bước lên bục giảng tối nay, có lẽ ông sẽ được tôn trọng hơn Thánh Linh. Nếu Pele bước lên bục giảng tối nay, quý vị sẽ ngồi nhóm lên và ăn nuốt từng lời, tập trung nghe ông ta. Quý vị không tôn trọng, không tôn kính sự hiện diện của Chúa. Trong vòng 75 phút tôi giảng cho họ về sự kính sợ Chúa. Sau khi giảng 75 phút, quý vị có thể cảm nhận bầu không khí thay đổi khi lời Chúa đi vào những tấm lòng cứng cỏi trước đó. Khi tôi giảng cho họ xong, hãy nhớ đây là hội đồng của các tín hữu chứ không phải là buổi truyền giảng. Tôi nói, mọi người ở đây nơi hãy nghe. Quý vị nói quý vị được tái sanh, nhưng quý vị thiếu đi sự kính sợ Chúa. Và nếu quý vị muốn ăn năn, xin mời đứng dậy. Ba phần tư số người trong sân lập tức đứng lên. Ngay sau khi họ đứng lên, sự hiện diện của Chúa bước vào nơi đó lần đầu tiên. Tôi kinh hoàng. Tôi tự nhủ, thậm chí chúng tôi chưa cầu nguyện mà. Quý vị phải hiểu rằng tôi đã đứng ở chỗ đó hầu như là 2 tiếng rồi và không cảm thấy sự hiện diện của Chúa gì cả. Và thình lình có nhiều người khóc. Quý vị có thể nghe nhiều tiếng khóc thúc thích. Quý vị có thể cảm nhận được việc này kéo dài vài phút rồi lắng xuống. Thánh Linh phán với tôi rằng ta muốn con hướng dẫn họ cầu nguyện ăn năn, nên tôi hướng dẫn họ cầu nguyện ăn năn. Và họ cầu nguyện một cách sâu xa từ trong tấm lòng. Chúa ơi, chúng con ăn năn. Và ngay sau lúc đó, một làn sóng khác của sự hiện diện Chúa đến nữa và lần này mạnh mẽ hơn. Lúc này người ta khóc khắp mọi nơi và điều này thật là tuyệt vời. Điều này kéo dài 2 hay 4 phút rồi lắng động xuống lại. Thánh Linh phán với tôi rằng ta sẽ đến một lần nữa. Sau khi Ngài phán một lần nữa trong vòng 30 giây, đây là lần duy nhất tôi biết cách mô tả điều này. Và hãy tin tôi không thể nào mô tả hết được. Quý vị đứng ở cuối đường băng của phi trường Colorado Springs, rồi có một chiếc Boeing cất cánh ngay phía trước mắt bạn. Có một âm thanh như một cơn gió thổi mạnh vào sân vận động. Khi cơn gió bắt đầu thổi, nhiều người òa lên khóc. Quý vị có thể tưởng tượng có hàng ngàn người Latin kêu khóc không? Quý vị có nghe kịp tôi không? Như tiếng gió thổi càng lớn, tôi đứng đó và tôi đứng yên ở đó nha và thưa rằng tôi đứng yên như chết trân ở đó. Ôi, Chúa ơi, thình lình tôi hiểu ra được không phải cha đến sân vận động này mà là vua ngự đến. Quý vị có nghe kịp không? Tôi nhớ có suy nghĩ, có lẽ là máy bay, nhưng lúc đó tôi nghĩ không thể được, tôi sợ đến nổi da gà. Có một ý tưởng chạy qua đầu tôi. Nghe kỹ nha, nếu ngươi đi sai hướng, ngươi sẽ chết. Tôi không nói chuyện này đã xảy ra, nhưng lúc đó sự hiện diện của Chúa mạnh đến như vậy. Nên nhớ Anania và Sapphira đã đi sai trật và họ đã chết. Tôi ngồi đó và suy nghĩ, ồ, chuyện gì vậy Chúa ơi? Và người ta la hét và tiếng gió thổi mạnh hơn. Việc này kéo dài đến 90 giây rồi lắng động xuống. Nó làm cho người ta nhảy ra khỏi ghế và ngồi bật khóc. Tôi không nói cách đây 3 năm, tôi nói là 10 năm sau đó, tôi nhận được email từ các lãnh đạo đã có mặt trong buổi nhóm đó. Người ta khóc, cúi xuống ghế và tôi đứng đó thưa, ôi Chúa ơi, con làm gì đây? Chúa phán, ta sẽ ở với con. Tôi nhìn vị lãnh đạo và nói, giao lại cho anh hết á. Họ dẫn tôi ra xe và nói, ông có muốn đi ăn không? Tôi trả lời không. Người phụ nữ chơi solo tối đó cùng với chồng cô cũng đi xe với tôi. Và cô hét lên, ông có nghe tiếng gió không? Ủa, chị nghe tiếng gió hả? Tôi không muốn làm người nhìn nhận việc này, nên tôi nói có lẽ là tiếng máy bay bay ngang qua khán đài thôi. Và cô ta bắt đầu hét to với tôi. Quý vị biết những người trong Mỹ Latin, cô ta nói, tôi thấy lửa cháy khắp khán đài. Chồng cô bảo cô im lặng. Anh ta là người rất ít nói và người tử tế. Và anh ta nói, thưa mục sư, đó không phải là máy bay. Tôi nói, làm sao anh biết? Anh nói, vì có bảo vệ và cảnh sát bao vây khắp khán đài. Phần lớn những người này chưa tin Chúa. Và
khi gió bắt đầu thổi. Bảo vệ cử người vào và nói chuyện với các mục sư lãnh đạo, hỏi chúng tôi sao có âm thanh tiếng gió nổi từ bên trong khán đài. Ngoài ra, tôi đứng ngay chỗ chỉnh âm thanh vì tôi muốn chắc là âm thanh của giọng hát vợ tôi chuẩn. Tôi cố tình nhìn màn hình chỉnh âm thanh lúc gió thổi lên và thấy kim chỉ sóng là zero. Không có một âm thanh tạo tiếng gió nào từ hệ thống âm thanh cả. Tôi nói, thôi được, hãy chở tôi về phòng khách sạn ngay bây giờ. Tôi thức đến 1:30 để thờ phượng Chúa ngay tại ban công khách sạn. Và sáng hôm sau, chúng tôi đến buổi nhóm và quý vị không thể tin nổi, nhiều người được chữa lành, được cứu rỗi và được đầy dẫy Thánh Linh. Tất cả là do có một điều: sự kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa tạo ra bầu không khí thuộc linh mà trong đó người ta đón nhận. Sáng hôm sau bầu không khí hoàn toàn khác. Quý vị có nghe kịp không? Trong Lê Vi Ký, đoạn 10 câu 3, Chúa phán lời này, một mạng lệnh cho mọi người: ta được tôn thánh bởi những người đến gần ta. Quý vị sẽ thấy những chữ nên trong Kinh Thánh và quý vị cũng sẽ thấy những chữ phải. Quý vị biết chỗ nói nên là khôn ngoan rồi, nhưng quý vị không biết chỗ nói phải thì không khôn chút nào. Chúa phán, ta phải được tôn thánh bởi những người đến gần ta, và ta phải được vinh hiển trước mọi người. Lần nọ tôi trải lòng cầu nguyện, sự hiện diện của Chúa đến rất nhanh ngay trong phòng cầu nguyện của tôi. Tôi suy gẫm về sự vĩ đại của cha tôi. Một sáng nọ tôi nói, Chúa ơi, sao sự hiện diện của Ngài rất dễ để bước vào? Và Thánh Linh phán với tôi, Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ điều gì khi Ngài dạy họ cầu nguyện? Tôi bắt đầu trích bài cầu nguyện chung: lạy cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh. Tôi nghĩ, đây là câu trả lời, danh cha được tôn thánh. Chúa Giêsu ơi, Ngài dạy các môn đồ Ngài rằng Ngài không thể bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời nếu không có sự kính sợ thánh. Quý vị có theo kịp tôi không? Nếu chúng ta xem trong Thi Thiên đoạn 89 câu 6 và câu 7, Kinh Thánh nói điều này: vì ai ở trên trời có thể so sánh cùng Chúa? Có ai trong vòng các thần giống như Chúa? Là Đức Chúa Trời đáng kính giữa hội đồng các thánh, là đấng vĩ đại và kinh hoàng hơn tất cả những kẻ chung quanh Ngài. Chúa thật vĩ đại chứ không phải nhỏ bé. Quý vị sẽ không tìm thấy Ngài trong bầu không khí mà Ngài không được kính trọng tối đa. Hãy nhớ điều đó. Việc kính sợ Chúa về căn bản bị giới hạn bởi những gì chúng ta hiểu biết về sự vĩ đại của Ngài. Tôi nói, việc quý vị kính sợ Chúa về căn bản bị giới hạn bởi những gì chúng ta hiểu về sự vĩ đại của Ngài. Quý vị có nhớ bộ phim Công viên Kỷ Sura không? Người ta đều đi theo tour xem phim. Ồ, thật là đã. Chúng ta xem con khủng long. Nhưng khi họ đi ra để lên xe thì trời bắt đầu mưa. Và chính lúc đó con khủng long bạo chúa xuất hiện. Đúng không? Và cái đồng hồ trên xe hơi. Cái đồng hồ trên xe hơi chuyện gì xảy ra? Nó bắt đầu kêu lên từng tiếng. Bùm. 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 Ồ, thình lình người ta la lên. Ồ, sau đó con vật xuất hiện và có những người đàn ông hiện ra. Chúng ta cứ đi quanh quẩn trong hội thánh rồi nói, Chúa vĩ đại, Chúa lớn lao. Quý vị có hiểu điều này không? Đó là lý do quý vị không có được sự kính sợ Chúa đích thực trừ khi quý vị hiểu được sự vĩ đại của Ngài. Đây là điều mà Môi-se kêu cầu. Ông kêu lên rằng, xin hãy tỏ cho con sự vinh hiển của Ngài. Và ông nói, xin hãy tỏ cho con sự vinh hiển của Ngài. Quý vị phải hiểu rằng, ông gia của Môi-se là một người giàu có nhất thế gian lúc đó. Ông gia của ông có mọi thứ mà tiền bạc có thể mua được. Môi-se đã chứng kiến các phép lạ. Nước biến thành máu, ếch nhái vào nhà mọi người. Con đầu lòng bị giết. Nhưng Môi-se nói, điều này chưa đủ. Con muốn thấy sự vinh hiển của Ngài. Con muốn thấy sự vinh hiển của Ngài. Môi-se biết tầm quan trọng của việc biết sự vĩ đại của Chúa, vì điều này sẽ giữ chúng ta ở vị trí kính sợ Ngài. Quý vị có nghe kịp không? Đó là lý do tác giả Thi Thiên nói, hãy dò xét các tầng trời. Điều ông nói là không ai giống như Chúa.
Chúng ta càng hiểu về sự vĩ đại của Chúa, dù sự vĩ đại của Ngài không thể hiểu hết, thì khả năng kính sợ Ngài càng thêm lên. Đó là lý do tác giả Thi Thiên nói. Vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất, hãy hát thánh thi mà ngợi ca Ngài. Trong Thi Thiên đoạn 47 câu 7, hãy lắng nghe ý này, hãy hát ngợi khen cách thông hiểu, hãy hiểu sự vĩ đại của Ngài. Chúng ta được mời để ngắm nhìn sự vĩ đại của Ngài, như tác giả Thi Thiên nói ngay trong Thi Thiên đoạn 143 câu 3, Chúa là vĩ đại và rất đáng ca ngợi, sự vĩ đại của Ngài vượt quá sự hiểu biết của con người. Ở đây tác giả Thi Thiên nói, hãy ngợi khen cách thông hiểu, hãy tìm kiếm để hiểu biết Ngài vĩ đại biết bao. Nhưng rồi ông nói sự vĩ đại của Ngài vượt quá sự hiểu biết. Quý vị thấy đó, đây là lời kêu cầu của tất cả những người nam và người nữ của Đức Chúa Trời, không chỉ trong Kinh Thánh mà cả suốt dòng lịch sử. Nếu quý vị nhìn xem Thánh Augustine, ông là một trong những nhà lãnh đạo của hội thánh đầy ơn nhất vào thời của ông. Ông sống vào thế kỷ đầu và ông về với Chúa vào năm khoảng 430 sau Chúa. Ông là giám mục của hội thánh tại Hippo, là vùng đất bị La Mã chiếm đóng tại châu Phi. Thánh Augustine nổi tiếng về các sách vở của ông viết về sự vĩ đại của Chúa. Ông có viết cuốn sách có tựa đề là The City of God, là thành của Đức Chúa Trời, mà ngày nay người ta vẫn còn biết đến. Vào năm 430, khi ông chuẩn bị về với Chúa, tất cả môn đệ của ông đều tụ họp bên cạnh giường ông. Ông ngã quỵ xuống và tất cả các môn đệ đều thốt lên, ông đi rồi. Và thật sự ông đi rồi, ông đã ra đi rồi. Nhưng vài phút sau đó, căn phòng như điện giật và Thánh Augustine mở mắt ra và thốt lên, tôi đã thấy Chúa. Mọi điều tôi đã viết đều là rơm rác. Rồi thì ông qua đời. Mọi điều tôi viết đều là rơm rác. Thật lạ lùng. Job là một người tin kính nhất trên đời này. Chúa khoe về ông Job rằng không ai như Job. Nhưng Job đã gặp gỡ Chúa vì Chúa đến với ông trong cơn gió lốc. Job nói, trước kia con chỉ nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ chính mắt con đã thấy Ngài. Vì vậy con xấu hổ về mọi điều con nói và xin ăn năn giữa đống tro bụi. Trong Gióp đoạn 42 câu 5 và câu 6. Những người tại công viên Kỷ Suda nghe nói về con khủng long, nhưng sau đó họ thấy nó. Nhưng chúng ta không nói về khủng long ở đây. Ê-sai, một người tin kính Chúa, một người rao giảng về sự công chính. Hãy đọc Ê-sai, đoạn 3, đoạn 4 và đoạn 5. Ông nói, khốn khổ cho kẻ say, khốn khổ cho những kẻ gọi là xấu mà tốt, và tốt là xấu, khốn cho những kẻ kiêu ngạo. Rồi đến Ê-sai 6, ông có một cái nhìn thoáng qua về Chúa ngự trong vinh hiển của Ngài. Bây giờ không còn là khốn cho kẻ say nữa, không còn là khốn cho kẻ kiêu ngạo nữa, mà là khốn cho tôi. Ông sắp mặt trước ngai Chúa, thấy mình thấp hèn, nghĩa là ông tan vỡ khi thấy điều này. Trong đời ông, lúc đầu ông nhận biết Đức Chúa Trời mà ông phục vụ là ai, nhưng đây là lần đầu tiên ông nhận ra ông là ai trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Sự vĩ đại của Ngài vượt quá trí hiểu. Tôi nói, sự vĩ đại của Ngài vượt quá trí hiểu. Nếu quý vị nhìn sứ đồ Giăng, ông rất gần gũi Chúa Giêsu. Ông dựa mình trên ngực Ngài. Chúa Giêsu nhìn ông và nói, bà là mẹ ngươi. Mẹ ta bây giờ là mẹ ngươi. Ngài không giao mẹ Ngài cho Phi-e-rơ, Ngài không giao mẹ Ngài cho Gia-cơ, Ngài giao bà cho Giăng. Vì Giăng là người bạn thân của Ngài. Ông được nói đến trong các sách Tin Lành là người mà Chúa thương. Giăng rất gần Chúa Giêsu, nhưng sau đó Chúa bày tỏ chính Ngài trong vinh hiển của Ngài, trong sự vĩ đại của Ngài trên đảo Patmo. Mặt Ngài chiếu sáng như mặt trời, mắt Ngài như tia chớp, tiếng phán của Ngài như tiếng sấm chớp. Giăng sắp mình xuống đất như người chết. Tôi có một người bạn là mục sư của hội thánh lớn mà tôi thường nhóm trước đây ở Alabama, và bị cả một tòa nhà đổ xuống trên đầu ông. Do xây dựng ẩu tả, tòa nhà đổ sập xuống khi ông đi dạo chơi. Ông bị nứt sọ, gãy cổ và gãy lưng. Ngày nọ chúng tôi đi chơi golf và tôi nói, Pat, kể cho tôi nghe về chuyện này. Kể cho tôi nghe khi anh thấy Chúa lúc anh chết. Người này chơi từ lỗ 14 đến 18, làm hỏng hoàn toàn cuộc chơi golf của tôi. Anh nói, John à, tôi chưa bao giờ thấy ánh sáng chói lòa như vậy.
không chỉ như mặt trời, ánh sáng chiếu như mặt trời còn sáng hơn cả mặt trời nữa. Và ngay sau đó, tôi đến gần ánh sáng, tôi bắt đầu thấy gương mặt và nhận ra đó là gương mặt của Chúa Giêsu. Tôi biết mọi sớ thịt trong người tôi đều rợn lên. Tôi không thể giấu gì được. Nhưng điều lạ lùng là tình yêu thương quá đổi lớn lao của Ngài. Tình yêu đó thật vô cùng kinh ngạc. Tôi cảm thấy cứ như là Ngài giang tay ra nắm lấy từng sợi gân của con người tôi và choàng tay lên tôi, nhưng diện mạo của Ngài thật oai nghi. Đó là điều mà Giăng thấy trên đảo Patmo. Mặt Ngài sáng như mặt trời, mắt Ngài như tia sáng laser. Nếu quý vị muốn lắng nghe thêm sự giảng dạy đầy quyền năng của diễn giả John và Lisa Bevere, nếu quý vị biết ai đó nói những thứ tiếng mà không phải là tiếng Anh, xin hãy vào trang web www.cloudlibrary.org. Hãy chọn thứ tiếng của bạn, rồi chọn những tư liệu trong thư viện như sách e-book. Cùng những sách vở và tư liệu cập nhật thường xuyên và nhiều thứ nữa. Để biết thêm, hãy vào trang web www.cloudlibrary.org. Có hai cách khác nhau chúng ta có thể nhìn thoáng sự vĩ đại hay vinh hiển của Đức Chúa Trời chúng ta. Kinh Thánh nói đến hai cách này. Hãy nghe tôi một lần nữa. Đây là điều David đeo đuổi. Đây cũng là điều Môi-se đeo đuổi. Môi-se nói đại ý như vậy. Hãy xem các phép lạ. Chức vụ của tôi có 3 triệu người trong hội thánh. Tôi có một hội thánh có gấp 4 lần hội thánh của Chúa Giang Nghi. Tôi không thỏa lòng. Tôi muốn thấy vinh hiển Chúa. Đó là lý do những con người này rất yêu mến Chúa. Quý vị có theo kịp không? Có hai cách khác nhau mà Kinh Thánh cho chúng ta biết có thể khám phá sự vĩ đại của Ngài. Nhưng điều này vượt quá trí hiểu. Cách đầu tiên là trong tâm linh của chúng ta. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 6 nói, vì Đức Chúa Trời là đấng đã phán, ánh sáng hãy chiếu ra từ nơi tối tăm, cũng là đấng đã soi sáng tấm lòng chúng tôi, để đem đến cho chúng tôi ánh sáng hiểu biết về vinh quang của Đức Chúa Trời trên mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là điều Park thấy hôm đó khi anh chết đi. Chúng ta sẽ tập trung khía cạnh này vào vài học tới. Cách thứ hai, Kinh Thánh nói, đây là cách chắc chắn nhất để ngắm nhìn vinh hiển hay sự vĩ đại của Ngài. Đó là ngắm nhìn tạo vật của Ngài. Đây là điều tôi muốn tập trung vào trong bài học còn lại. Thi Thiên đoạn 145 câu 10 nói, lạy Chúa, mọi tạo vật của Chúa đều sẽ cảm tạ Ngài và những người kính sợ Chúa sẽ ca tụng Ngài. Mọi tạo vật của Chúa đều sẽ cảm tạ Ngài và những người kính sợ Chúa sẽ ca tụng Ngài. Mọi người hãy nói vinh hiển công việc của Ngài, nói về vinh hiển của Ngài. Khi quý vị nghe từ vinh hiển, tôi muốn quý vị nghĩ đến sự vĩ đại và sự vĩ đại tỏ bày. Chúa ơi, mọi công việc Ngài đều ngợi khen Ngài. Họ sẽ nói về sự vĩ đại tỏ bày của nước Ngài và nói về quyền năng của Ngài. Thi Thiên đoạn 19 câu 1 câu 2 nói, các tầng trời loan truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, cõi không gian tuyên bố công việc của tay Ngài. Ngày này qua ngày khác truyền rao sứ điệp, đêm nọ qua đêm kia bày tỏ sự hiểu biết. Tôi có 4 đứa con trai và tôi thương những đứa con trai này. Các cháu là những đứa trẻ tinh kính. Chúng là những đứa con ngoan. Tôi nhớ khi còn nhỏ vào những năm 90, lúc đó tôi giảng tại nhà thờ Augustine, Florida. Hội thánh chúng tôi ở tại khách sạn đẹp gần bãi biển và các con trai tôi ra biển chơi bóng. Những đợt sóng này vẫn đưa đẩy chúng qua lại. Lúc đó có giải bóng chày NBA tổ chức và quý vị biết một vận động viên to con trong nước tên là Michael Jordan. Mọi người đều thán phục Michael Jordan giống như Tiger Woods cách đây vài năm, nhưng giải này có nhiều năm lắm rồi. Và ở đâu cũng thấy Michael Jordan, Michael Jordan, Michael Jordan. Khi các con tôi đi tắm biển về, tôi bảo chúng ngồi trên giường ở khách sạn. Chúng vẫn còn quấn khăn tắm và mới chơi giỡn với sóng biển xong. Tôi nói, này các con, ngoài kia là một đại dương mênh mông phải không nào? Chúng trả lời, đúng rồi ba, đó là một đại dương to lớn. Tôi nói, nhưng các con biết điều lý thú là gì không? Các con chỉ thấy ngoài khơi xa 1-2 dặm thôi, nhưng đại dương rộng lớn đến 4.000 dặm.
Chúng nói, tôi nói không chỉ thế, đại dương đó không phải là lớn đâu. Có một đại dương khác gọi là Thái Bình Dương lớn hơn nữa. Không chỉ thế, có hai cái khác nữa, không ai đếm hết cả. Có rất nhiều nước phải không các con? Dạ đúng rồi. Tôi nói, các con có biết không, Chúa cân mọi giọt nước đó trong lòng bàn tay của Ngài. Các con tôi đều thán phục vì Michael Jordan chỉ có thể cầm banh trong tay mà thôi. Hãy nghe Ê-sai đoạn 40 câu 12 nói gì? Ai đã dùng lòng bàn tay đông nước biển, gan bàn tay đo các tầng trời, lấy đấu đông bụi đất, cân núi trên bàn cân và rồi trên cán cân? Một bản dịch khác ghi là Ngài đo vũ trụ bằng lòng bàn tay Ngài, bằng ngón cái của Ngài. Quý vị có nghe kịp hay không? Kinh Thánh nói bầu trời công bố vinh hiển Ngài. Tôi có thể để một phút để bàn tới và công bố vinh hiển của Ngài được không? Nếu quý vị nhìn xem vũ trụ, Ngài đo nó bằng lòng bàn tay của Ngài. Ngôi sao gần nhất quả đất khác mặt trời là một ngôi sao cách xa 4,3 năm ánh sáng. Đối với phần lớn nhiều người, ý niệm này quá lạ. Một năm ánh sáng là gì? Để tôi giúp quý vị hiểu điều này, ánh sáng di chuyển là 186.282 dặm mỗi giây. Không phải mỗi giờ mà là mỗi giây, ước tính khoảng 670 triệu dặm mỗi giờ. Để tôi giúp quý vị hiểu điều này, mặt trăng cách xa quả đất 239.000 dặm. Nếu quý vị lên máy bay hôm nay và bay liên tục tới mặt trăng, quý vị biết mất bao lâu không? Mất 19 ngày đến mặt trăng. Ánh sáng di chuyển mất 1.3 giây. Nào chúng ta nói đến mặt trời. Mặt trời cách xa 93 triệu dặm. Nếu quý vị bay máy bay 787 là một cái hiệu mới, không? Và di chuyển tới mặt trời, bay liên tục, không ngừng nghỉ, quý vị sẽ mất 21 năm. Nhưng ánh sáng đi mất 8 phút và 20 giây. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới ngôi sao gần nhất cách xa 4,3 năm ánh sáng. Quý vị có theo kịp tôi không? Tôi làm cho quý vị bối rối rồi phải không? Ngôi sao gần nhất cách 4,3 năm ánh sáng. Nếu chúng ta làm một cách cân hiện đại, cái cân này giống như mặt trời, như quả banh có đường kính 8 inch này. Tôi có thể chỉ cho quý vị thấy quả đất to lớn cỡ nào. Quý vị có thấy hạt tiêu không? Đây chính là kích cỡ của quả đất so với mặt trời. Nếu quý vị làm một cái cân hiện đại, quý vị có biết mặt trời cách xa quả đất bao nhiêu không? 26 gia. Nếu mặt trời ở đây thì hạt tiêu ở đâu đó trong tòa nhà này. Cân kiểu đó là chính xác đó. Quý vị nghĩ cái cân hiện đại đo ngôi sao gần nhất cách 4,3 năm ánh sáng là bao nhiêu không? Nó có thể là 1.000 gia, cũng có thể là 2.000 gia. Cách xa 4.000 dặm. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta đặt hạt tiêu ở San Diego và chúng ta đặt cách xa mặt trời ở 26 gia, thì ngôi sao gần nhất không chỉ vượt xa New York, có thể là 1.000 dặm tới Đại Tây Dương. Khoảng cách chạy dọc cả nước Mỹ và thêm 1.000 dặm tới Đại Tây Dương. Nếu chúng ta bay máy bay và bay liên tục tới ngôi sao gần nhất, chỉ là ngôi sao gần nhất thôi, quý vị có biết bao nhiêu lâu không? 51 triệu năm. Quý vị có nghe kịp không? Ngôi sao gần nhất đó. Ngôi sao trung bình chúng ta thấy trên bầu trời vào ban đêm cách khoảng giữa 100 và 1.000 năm ánh sáng. Ok? Không phải là 4.3, 100 cho đến 1.000. Không phải là 4.3 mà là 100 cho đến 1.000. Có một số ngôi sao quý vị thấy trên bầu trời cách xa 4.000 năm ánh sáng. Quý vị có hiểu được ý nghĩa này không? Ánh sáng mà quý vị thấy ban đêm là của ngôi sao cách xa 4.000 năm ánh sáng. Ngôi sao đó xuất hiện lúc Abraham lấy Sarah. Nó di chuyển 670 triệu dặm mỗi giờ để đến đây tối nay. Đó chỉ là một ngân hà nhỏ tí thôi. Và chúng ta sống trong một ngân hà có hàng tỷ ngôi sao.
gọi là thiên hà. Những thiên hà là một chuỗi của hàng tỷ ngôi sao nha. Ngân hà gần chúng ta nhất là ngân hà có tên gọi là chòm sao tiên nữ. Nó cách chúng ta 2.31 tỷ năm ánh sáng. Tôi sẽ không cho quý vị biết đi máy bay thì mất bao lâu đâu. Và kính viễn vọng vừa mới phát hiện một chùm các thiên hà cách xa 13,2 tỷ năm ánh sáng. Tôi có làm quý vị choáng ngợp không? Đó là điều xảy ra khi quý vị cố hiểu sự vĩ đại của Chúa bằng lý trí, nhưng chúng ta được khích lệ để hiểu Ngài đo vũ trụ này bằng gang tay của Ngài. Và Kinh Thánh nói vũ trụ không thể chứa hết Ngài. Không chỉ thế, Chúa còn đếm các ngôi sao theo Thi Thiên đoạn 147 câu 4 và gọi tên từng ngôi sao. Chúa đếm các ngôi sao và gọi tên từng cái một. Ngài biết tên của từng ngôi sao và Ngài dùng ngón tay sắp nó vào quỹ đạo. Ngài không chỉ tạo dựng vũ trụ bao la này, nhưng hãy xem cõi tạo vật vô cùng phức tạp này, mọi hình thức sự sống trên đất, tất cả đều dựa vào tế bào, mọi cơ thể con người, cây cối, thú vật và mọi vật sống. Một người trung bình có 10 triệu tế bào, nghĩa là con số 1 và 14 con số 0 ở phía sau. Các tế bào này làm cho cơ thể cử động, đó là cách Chúa tạo dựng. Dù chúng nhỏ, nhưng tế bào không phải là cái nhỏ nhất. Vì thế, tế bào được hình thành bởi các phân tử nhỏ li ti. Quý vị có 10 triệu tế bào trong cơ thể, nhưng bên trong các tế bào này là các phân tử nhỏ, rất nhỏ. Các phân tử này cũng không phải là nhỏ nhất, vì quý vị còn phân tích đến các nguyên tố. Các nguyên tố không phải là nhỏ nhất, vì chúng được hình thành bởi các nguyên tử. Và nguyên tử chiếm phần lớn trong không gian. Nó bao gồm proton và neutron dính kết chặt chẽ nhau tại trung tâm và cũng có các nguyên tử nhỏ bao quanh. Và nếu quý vị đặt một dấu chấm nhỏ cuối câu thì có khoảng hàng tỷ nguyên tử trong dấu chấm đó. Chỉ một dấu chấm nhỏ thôi. Nhưng các nhà khoa học tìm cách tính toán điều gì khiến cho các nguyên tử này kết hợp với nhau vì chúng bay tách biệt nhau. Và họ đi đến kết luận bằng một thuật ngữ gọi là năng lượng nguyên tử. Đây là lối nói rất yếu ớt và không hay. Hãy kính sợ Chúa là khởi đầu của khôn ngoan. Tìm cách giải thích điều Kinh Thánh nói Ngài cầm giữ mọi vật bởi lời quyền năng của Ngài và bởi Ngài mà mọi vật được dính kết với nhau. Ngài không chỉ có khả năng đo vũ trụ, Ngài còn giữ các nguyên tố, các proton, tí hon và kết dính nhau trong cơ thể quý vị để quý vị không bị phân ly. Ngài là một Đức Chúa Trời đầy kinh ngạc và đầy vinh hiển. Amen. Để tôi trích cho quý vị một vài lời hứa khác nói về việc kính sợ Chúa. Nó đảm bảo cho Chúa luôn luôn theo dõi quý vị. Kìa, mắt Chúa đói xem người kính sợ Ngài và kẻ trông cậy nơi tình yêu thương của Ngài. Trong Thi Thiên, đoạn 33, câu 18. Và để tôi nói quý vị điều này nữa. Thi Thiên, đoạn 8, câu 4 nói, loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con loài người là chi mà Ngài chăm sóc nó? Tôi tin Thi Thiên này là lời của các thiên sứ nói với Chúa. Và lúc tạo dựng, họ quan sát một Đức Chúa Trời vĩ đại mà họ phục vụ. Họ là những người mà vẫn còn kêu lên, Thánh thay, Thánh thay, để đáp lại những gì họ thấy. Ngài đo vũ trụ này đến tận những chỗ nhỏ nhất, chỗ nhỏ như hạt tiêu, và tạo dựng cơ thể con người và quan tâm đến con người. Cuối cùng, thiên sứ không kiềm chế được nên thốt lên, con người là gì mà Chúa nhớ đến? Điều này làm cho các thiên sứ đã kêu lên, Thánh thay, không hiểu nổi. Chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời đầy ngạc nhiên biết bao. Đó là lý do Kinh Thánh nói, hãy kính sợ Ngài, hãy tôn kính Ngài. Mong ước gặp lại quý vị ở bài 3. Trong phần 3, chúng ta sẽ xem một số trường hợp trong Kinh Thánh nói về những người đã hạ thấp sự vĩ đại của Chúa thành hình ảnh mà họ dựng nên, và họ lầm tưởng rằng Chúa giống như con người hư hoại.